Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Theo dự kiến ban đầu, đội tuyển Việt Nam chỉ phải cách ly 7 ngày trước khi được về theo dõi tại nơi cư trú. Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải cách ly thêm 14 ngày nữa. Do đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đội tuyển Việt Nam đã được đồng ý chỉ phải cách ly tập trung trong 7 ngày trước khi trở về nhà tự cách ly và theo dõi. Tuy nhiên, theo thông tin mới đây, vì một số lý do, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải cách ly đủ 21 ngày. Như vậy, đội tuyển sẽ phải cách ly y tế thêm 14 ngày nữa. Trước đó vào hôm qua, các thành viên của đội tuyển đã sẵn sàng rời khách sạn để trở về nhà sau khi hết thời hạn một tuần. Mặc dù vậy, diễn biến mới khiến họ không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Nhiều người thân của cầu thủ đến đón sau một thời gian dài chờ đợi cũng đành ra về. Trong thời gian cách ly sắp tới, đội tuyển sẽ được xét nghiệm thêm một lần nữa trước khi hoàn thành thời hạn cách ly. Sau khi trở về câu lạc bộ để đá nốt giai đoạn 2 của V-League, đội tuyển sẽ được tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khởi tranh từ đầu tháng 9.